7 6 7 8 9 10 1 2 1 2 3. Alo 1 2 3 4 5 6. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hey 6 7 8 9 10. Hey hey hey. Rồi, mình Anh Audio xin kính chào các bạn nha. Mình Anh sẽ demo test cái bàn mixer của hãng Dynacord. Đây là hàng loại A chất lượng cao nhất, Dynacord CMS600. Thì bàn mixer của mình nó phù hợp với các bạn là sử dụng diso hát nhạc sống hoặc là kèo kéo. Nó có hai đường effect riêng biệt. Hai đường effect 1, 2 mình có thể xử lý echo với reverb riêng biệt rất hay. Tiếng nó rất là mịn, có tích hợp EQ. Cái EQ này nó có thể chỉnh cho đường monitor riêng hoặc là đường tổng, đường main out riêng nha. Rồi nó có hai đường AUX là hai đường gửi nhận tín hiệu, hai đường monitor luôn. Đó, nói chung là rất là hiện đại, rồi nhiều mấy tính năng khác nữa, ví dụ như hỗ trợ cổng USB kỹ thuật số. Rồi có hai đường master, hai đường tổng đi ra, đường tổng A, đường tổng B, có tới hai đường luôn, rất là tiện lợi cho mình cắm mình ghim này nọ các kiểu. CMS600 thì nó có là 6 đường mono cắm mic, có nghĩa là 6 đường quay ba lăng cổng Canon á. Còn tính luôn đường stereo thì nó có 8 cổng, là có 2 cổng là 5, 6 và 7, 8 cho mình cắm nhạc. Đó, 6 cổng mono cho mình cắm mic thì phù hợp xài những cái mini show nhỏ nhỏ, không có cắm băng nhạc với nhạc cụ nhiều thì mình sử dụng cái bàn này rất chi là ok, tiếng rất là hay. Tiếng giống như mình đang nói chuyện anh em đang nghe đây, chính là âm thanh của cái bàn mixer Dynacord CMS600. Giá của nó là 6.900.000 một cái bàn mixer DNS600, 6.900.000 hàng mới 100% ha, công ty mình nhập. Bảo hành 1 năm, mình được đổi mới trong vòng 15 ngày đầu tiên. Nếu như mà sản phẩm lỗi của hãng ha, lỗi kỹ thuật của hãng là mình được đổi mới hoàn toàn 100% nha. Thì mua hàng bên shop của Minh Anh Audio là các bạn sẽ được hỗ trợ setup cũng như là cài đặt, hỗ trợ kỹ thuật này kia các bạn cần thì bên mình sẽ hỗ trợ trực tuyến 24/7. Giờ mình sẽ test hát thử cho các bạn nghe chất âm của cái bàn này nha. Này mình có live stream mình test đập hộp, đập thùng ở trên YouTube rồi, mình chưa có live trên Facebook thôi. Giờ thì mình sẽ hát thử cho anh em nghe trực tiếp cái bàn này. Rồi sẽ có một cái clip quay tổng thể cho anh em coi là xung quanh cái bàn mixer nó có những cái gì ha. Mình chỉ cam kết với anh em là hàng loại 1 chuẩn, chất lượng rất là hay, chuẩn 100%, loại tốt nhất hiện tại giờ đó. Anh em hát karaoke gia đình nè, hát live stream nè, hoặc là đi nhạc sống nè, mình bao tiếng rất là hay, rất là mượt luôn, cực kỳ mượt nữa là khác. Giờ mình hát thử bài nhạc xến xến đi ha. Sến cao kê. Alo, hi hi. Alo, 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 lơ. Alo. Alo, alo, hey, alo. Phút ban đầu ấy, thơm xanh màu giấy viết nhưng chưa gửi em. Ngõ đi chung một lối, đôi khi định nói với em một. Tình muốn còn em chung bước đường về, nào biết được khi nói lên nỗi niềm thì neo vào tim, mở dòng hay kẹp môi thắm chào duyên.
cuối xuân hè tới nhưng chưa lần nói lá thu rơi lại rơi. Ngắm xe xuôi ngược lối kết hoa màu cưới có đôi tim vào đời. Dù trước dù sau nhưng cũng một lần gửi đến người thương thiệt tha nỗi lòng. Đợi chờ hỏi ấm để rồi cay đắng đến tay một thiềm hồng. Dòng sông mệt mang quá tiêu em chung một chuyến đò. Tình yêu như hoa nở biết em yêu mà anh chờ. Từ khi ban sơ cả hai người vẫn chờ một câu nói mà rồi biệt ly không một lần hé môi. Từ đây duyên kiếp tìm trong mộng thôi. Gió thu lạnh giá bao nhiêu lá lá bấy nhiêu cơn sầu đau. Cánh thư ban đầu ấy chết trong lòng giấy nhắc bao kỷ niệm. Đừng trách người đi sao lối nhịp đàn. Tình chỉ đẹp khi ai ân không tròn. Một lần vào thu là lần băng giá khơi sâu tâm tư. Quý anh em đang nghe là mình test trực tiếp trên bàn mixer Dynacord CMS 600. Bàn chuẩn chất lượng hàng lớp 1 nha. Giờ mình sẽ test ra mình hát bằng cái echo cho những anh em nào mà mua bàn mixer này mà sử dụng gia đình hát echo nhiều á. Mình sẽ test qua mình hát echo không ha. Em hát live thì nãy giờ nghe là mình hát theo kiểu là vừa reverb vừa echo. Bây giờ mình sẽ test echo không. Dòng sông bên mang quá thiếu em chung một chuyến đò. Tình yêu như hoa biết em yêu mà anh chờ. Từ khi ban sơ cả hai người vẫn chờ một câu nói mà rồi biệt ly không một lần hé môi. Từ đây duyên kiếp tìm trong mộng. Gió thu lạnh giá bao nhiêu lá lá bấy nhiêu cơn sầu đau. Cánh thư ban đầu ấy chết trong lòng giấy nhắc bao kỷ niệm buồn. Đừng trách người đi sao lối nhịp đàn. Đêm khi ai ân không tròn. Một lần vào thu là lần bạc giá khơi sâu tâm tư. Là lần bạc giá khơi sâu tâm tư.
Ok anh em mình mới vừa hát test thử cái bàn mixer Dynacord CMS600 cho anh em nghe thử ha, đánh giá chất lượng. Hiền 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hey 6 7 8 9 10. 1 2. Thì anh em nào có nhu cầu mua cái bàn mixer để sử dụng thì liên hệ với lại số điện thoại bên Dương ha, 0938 641 445. Mình cảm ơn anh em đã theo dõi cái livestream ha. Mình sẽ có một cái livestream khác test tiếp tục cái bàn mixer này ở nhiều tính năng hay hơn cho anh em mình tham khảo nha. Bàn này rất là nhỏ gọn, có thể sử dụng ở trong mọi trường hợp luôn, thanh sân khấu, ngoài trường, nhà hàng, hát acoustic, hát livestream, sử dụng cá nhân hoặc là đi show, nhạc sống, show kéo kéo đều được. Rất là tiện, đầy đủ tính năng, đầy đủ cổng kết nối luôn, rất là hay cho mình luôn. Đặc biệt là có hai đường hiệu ứng effect, mình chỉnh riêng một đường cho echo, một đường cho reverb, chỉnh được chi tiết độ dài ngắn của echo, chỉnh được độ ngân nga của reverb, có thể cắt tần số cao hay thấp theo ý muốn, tích hợp một cái lọc xì rời luôn, rất là tiện. Rồi mình cảm ơn anh em đã theo dõi cái livestream của Minh Anh Audio ha. Hẹn anh em trong một cái clip khác. Cảm ơn anh em.